Vâng, xin chào quý vị các bạn quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Vâng, xin chúc quý vị các bạn có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hiện tại thì bây giờ mình đang đứng ở một cái vườn táo của nhà ông bác ở ngay rìa đường, ngay khu vực nhà văn hóa của thôn Chay đây quý vị các bạn nhé. Thì mình quay cho quý vị các bạn cùng xem một cái vườn táo của nhà ông bác đây. Quả rất là sai và to, nhưng mà đang là cái trong cái giai đoạn mà tình trạng mà lọc quả vàng và cũng như là rụng, bị rụng nha quý vị các bạn nhé. Thì mình quay cho quý vị các bạn cùng xem cái vườn táo của nhà ông bác ở đây. Và thứ hai nữa là mọi người có thể là tìm hiểu được về cái nguyên nhân và cái cách khắc phục như nào, thì cùng nhau chia sẻ lên cho mọi người, toàn thể bà con, để bà con cứu vãn được cái mùa màng táo năm nay. Thì ở đây cái vườn táo của nhà ông bác thì cũng rất là sai và cũng là nhiều cây. Thì bây giờ mình sẽ đi review cho quý vị các bạn cùng xem. Nhà ông ở đây, đây mọi người ạ. Đấy, nhà ông ở đây, ông đang mở cổng nhé. Đấy, thì mình có xin phép ông là quay ghi hình khoảnh khắc ở vườn của nhà ông đây cho mọi người cùng xem vườn táo. Nói chung là cái vườn táo của nhà ông bà ở đây rất là sai và cũng như là đây, mọi người có thể thấy là nhìn thấy những cái quả vàng, bệnh quả vàng đây. Đấy, đây, vàng rất là nhiều, quý vị có thể quan sát là nhìn thấy rõ. Đấy, cái tình trạng này thì bây giờ là hầu như là bị của chung luôn, chứ không phải là riêng của một nhà bị đâu. Đấy, bây giờ bà con này rất là lo lắng về cái vấn đề là rụng này. Đấy, nó rụng nhiều, mọi người có thể nhìn thấy bên dưới gốc này rụng vàng luôn này, rụng vàng quá rồi bên dưới gốc này. Đấy, thì mình quay cho mọi người xem là xem cái tìm hiểu về cái phương án, xem là quý vị các bạn có thể là có cái phương án nào mà điều trị chữa trị được cái bệnh như này không, thì mọi người cùng chia sẻ cho bà con. Đấy, đây là cái táo xuân này, còn bên này cái táo Đài Loan này quý vị các bạn nhé. Đây, táo Đài Loan thì mình thấy là cái quả khá là to này mọi người. Đây, đấy, đây là quả táo Đài Loan này. Đấy, còn là bên này thì là táo xuân, mình thấy là khá là nhiều cây đấy. Đấy, như cái ở vườn nhà ông bác ở đây mình thấy là quan sát là cái vườn này là cây cũng tỷ lệ là chắc là cũng phải có tầm cỡ 5-7 năm rồi. Đấy, có những cây thì nó nhiều tuổi hơn. Đây, giống rõ là cái quả táo dài và to luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nhưng mà nó lại tình trạng là đang bị vàng quả này. Và những cái quả bé thì ở đây thì mình có thể, mọi người có thể quan sát là nhìn thấy là quả bé rất là nhiều. Đấy, thì dạo này là bà con đang là sốt sình sịch về cái vấn đề táo bị vàng ấy mọi người nhé. Không biết là vườn nhà mọi người như nào, vườn như ở khu mình, ở khu vực Chay thì cũng rất là nhiều vườn bị tình trạng như vậy. Này, mọi người có thể nhìn thấy là quả rất là sai, xanh kẹ luôn. Đấy, chắc là mình, theo như mình đoán là cái đợt vừa rồi, cái đợt mà mưa cái vườn của nhà mình bị áng nước ấy, dâng áng nước lên ấy, là mình nghĩ là nguyên nhân là nó từ cái đợt đấy rồi, cái đợt cơn mưa đấy. Kiểu như cái dạng mà cơn mưa acid đâm ra dẫn đến là tình trạng nó vừa không thụ phấn hoa được này, vừa thứ hai là cái quả non này nó sẽ bị ảnh hưởng đến này. Đấy, mọi người thấy, nhìn thấy là quả táo cũng rất là đẹp, rất là sai. Đấy, nhưng mà nó bị tình trạng chung rồi. Đấy, năm nay thì mình chắc là mình, như mình đoán thì năm nay có khả năng là táo sẽ có thể là lên giá.
Đây, nhà ông bà đây thì lại là treo cái lọ thuốc đấy đây, dính ruồi vàng này. Đấy. Thì mọi người có thể quan sát này, mình vít cái cành này xuống. Đây. Đấy. Quả bé bé non này rất là sai. Đấy, cái lớp hoa sau, tức là cái lớp này nó là đang là cái thời điểm mà lúc nó đang chuẩn bị nở. Đang chuẩn bị nở. Và nở cái thời gian mà cái và hai là nữa là cái thời gian mà nó đang là nở nhụn ở trong cái đầu hoa cuống hoa này ra rồi. Đấy. Bây giờ là cái lớp lớp quả nó lớn lên từng này. Thì qua đây mình muốn là truyền tải cái thông tin qua cái video này để cho quý vị các bạn bà con có thể nắm bắt được cái tình hình vườn táo của nhà mình đang là có diễn ra tình trạng như vậy không nhé. Và thứ hai nữa là xem là có bác nào mà có thể là có cái cách như nào mà chữa khắc phục được. Đấy. Hiện nay thì vườn táo có những nhà thì chỉ trông chờ vào cái mùa táo năm nay, nhưng mà nó lại không không đạt được như ý muốn thì nó cũng rất là lo lắng về cái tiền phân do thuốc. Đấy. Đây, cái vườn này cây nhà ông rất là sai là mọi người nhé. Đây. Cái lớp quả này. Ui rồi, sai chữ rồi. Quả táo. Quả này ăn được rồi này. Đấy. Rất là sai. Ở đây thì hình như là không biết là trước hình như mình có nhìn thấy nhà ông bà là thắp bóng, nhưng mà đến thời điểm này là tháo bóng ra đấy mọi người ạ. Đây là cái vườn này hình như là trước là thắp bóng này. Đấy. Trước là thắp bóng ấy. Này sai. Quả rất là to. Nó cứ bị cái tình trạng những cái quả to như này thì nó lại không bị ảnh hưởng này mọi người. Cái quả đa số bằng cái ngón tay này là bị ảnh hưởng vàng quả luôn. Đấy. Người thể nhìn thấy những quả. Đây cái lớp táo đầu táo chiêm mà quả to này. Này, nó bị vàng quả như này là mọi người nhé. Đấy. Vàng quả thế à. Đây, cái dây điện đây chắc là khả năng là ngày xưa đúng trăm trăm là nhà ông bà thắp thắp bóng đây. Cây táo này rất là sai. Đấy. Mình thử xem nào. À, mã đẹp lắm mọi người ạ. Mã cũng gọi là tương đối. Đây này. Cái lớp quả như này là bây giờ là bị hầu như là bị hỏng hết luôn. Toàn bộ. Vườn nào cũng như là vườn nào luôn mọi người nhé. Nó ảnh hưởng một cái phần yếu tố của thời tiết. Đấy. Nguyên nhân là thời tiết nó mới dẫn đến tình trạng là như vậy, xong rồi nó mới là sàng lọc. Nó lọc lọc quả. Những cái quả bé thì nó không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà cái quả nhỡ nhỡ vừa vừa là hầu như là bị ngày xuân. Những cái cây này lại được này, quả kẹ vào. Đấy, các bác nào mà có cái kinh nghiệm về chữa trị và được cái bệnh này thì mọi người comment bình luận ở bên dưới video nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ nhiều bà con cũng sốt ruột lắm nên là mình cũng chỉ biết là hôm sau là mùa màng nó thuận lợi cho bà con. Đấy, cũng như là bản thân nhà mình cũng vậy thôi. Nhà mình cũng bị tình trạng như này nên là cũng phải có cần sự giải đáp của mọi người, nên là mong mọi người ủng hộ cho mình và cũng như là cho toàn thể bà con nhân dân. Đấy, những quả như này mà vẫn bị vàng lọc này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Vàng hết quả. Quả rất là cái cây thưa thưa này lại sai hơn, mình thấy quan sát là thấy là tỷ lệ sai hơn. Đấy, cây nhìn nó yếu yếu nhưng mà nó lại sai.
Táo mới lão gì. Năm nay thì mong muốn là được cái giá cả để cho bà con thuận lợi tí, chứ không cái đà này đuổi theo phân thuốc là cũng bà con cũng chán nản và cũng không có cái động lực để chăm sóc để làm. Mình chỉ mong là những anh chị và cũng như là các thương lái là có một cái thương hiệu đấy, mua những cái vùng hoa quả thương hiệu đấy. Như ở khu mình đây là đa số là nó là vùng hoa quả, nó là thương hiệu là uy tín rồi đấy. Nên là các bác bà con là cứ yên tâm. Táo rất là xài đấy. Ok nha mọi người nhé, hôm nay mình cũng lên dành thời gian một chút là đi quay cái video ngắn ngay bờ đường, ngay dìa đường thôi của nhóm bác đây, thì mình thấy nó bị lọc vàng quả nhiều quá nên là mình ghi hình lại cho mọi người cùng tham khảo để cho mọi người cùng nắm bắt được xem là vườn táo nhà mình có bị tình trạng như vậy không. Và thứ hai nữa là mọi người có thể là đóng góp ý kiến vào là chẳng hạn như là có cách khắc phục thì nhé mọi người nhé. Đấy, mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Và mình xin phép là mình kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo lần sau của mình nhé. Xin thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của mình. Xin chào.